Có rất là nhiều các bác thắc mắc về cái tìm kiếm giọng nói tiếng Việt ở trên TV của Samsung. Và năm 2023 này có một cái cải tiến nâng cấp vô cùng đáng tiền, vô cùng đáng tiền đối với cái khả năng tìm kiếm kết hợp điều khiển thông minh sạc pin năng lượng mặt trời với TV Samsung 2023. Clip này thì em sẽ cùng các bác thử cái tính năng tìm kiếm giọng nói của TV Samsung này, xem nó mượt tới cỡ nào và so sánh với thế hệ TV cũ hay là các hãng khác thì nó sẽ khác biệt ra sao. Mời mọi người. Trước tiên ấy, việc mà các bác sử dụng điều khiển tìm kiếm giọng nói của TV Samsung ấy, có nhiều bác thắc mắc là tôi đọc rất là chuẩn nhưng mà TV nó bắt không có đúng, tôi nói câu lệnh nhưng mà TV nó hiện lên không có đủ. Thì 2023 này thì Samsung đã cải thiện và nâng cấp khả năng bắt giọng nói của điều khiển hiển thị ở trên TV vô cùng chính xác. Mọi người cũng không cần phải nói tiếng chuẩn, các bác dùng tiếng địa phương Bắc Trung Nam ba miền, chẳng như em sẽ sử dụng nhé. Mở phim John Wick 4 này, các bác nhìn này, nó ngay lập tức nó bắt và nó gõ ra được từ John Wick 4 này. Mở web dân trí. Đấy. Mở VN Express. Đấy, các bác thấy không ạ? Cái việc mà Samsung họ thay đổi rồi nâng cấp khả năng bắt câu lệnh của người dùng ấy, thì đây là một cái cải tiến vô cùng đáng tiền trong năm 2023. 2023 thì thay vì sử dụng trợ lý ảo Google Assistant thì năm nay Samsung họ không có dùng Google Assistant nữa, mà đây đó là trợ lý ảo Bixby của Samsung. Trong clip trước thì em đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng tính năng rảnh tay, test thử cái tính năng rảnh tay với điều kiện là câu lệnh tiếng Anh. Và hiện tại thì Samsung đã tích hợp tiếng Việt với các bác sử dụng điều khiển rồi, và một thời gian tới khi các bản cập nhật mới được tung ra, TV sẽ update cập nhật lên thì mọi người có thể sử dụng được tính năng rảnh tay mà dùng tiếng Việt. Và clip này thì em sẽ test thử để các bác cùng xem cái khả năng tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt ở trên TV 2023 nó sẽ mượt như thế nào. Bây giờ em sẽ mở thử YouTube và mở thử các cái đoạn bài hát karaoke nhé. Chẳng như gia đình mọi người thường tụ tập vào cuối tuần và tổ chức hát karaoke thì cái tìm kiếm bài hát theo tên của ca sĩ rất là quan trọng, nó liên quan tới cái trải nghiệm của mọi người tìm kiếm nó có chuẩn hay không. Mà trước đây có nhiều bác phản hồi thì Samsung nó hơi yếu ở khoản này. Bây giờ em thử mở nhá. Mở karaoke đàn trường trên YouTube. Đấy, ngay lập tức nó sẽ ra một số các bài karaoke của đàn trường. Chẳng như các bác gọi câu lệnh thì ngay lập tức nó ra. Tuy nhiên ấy, các bác muốn là tìm kiếm các bài hát của những ca sĩ khác nữa thì mọi người chỉ đơn thuần là đã vào YouTube rồi, mọi người đơn thuần mọi người đọc tên và đọc cái bài tên bài hát kết hợp với cả tên ca sĩ như này nhá. Mở karaoke xe đạp của Thùy Chi. Đấy, rất là nhanh, rất là nhạy. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Ngay lập tức là đã có thể tìm ra rồi. Với cái khả năng tìm kiếm nội dung ở trên YouTube đơn giản, dễ dàng, nhanh nhạy như vậy thì tìm kiếm nội dung giải trí thì dễ dàng rồi. Tuy nhiên thì có một cái nữa mà cái này em thấy là các dòng TV khác hay là trên hệ điều hành Android thì chưa làm được điều này. Đấy, khả năng là kết hợp với cả trình duyệt web để mọi người có thể thao tác trực tiếp giống như mọi người đang tìm kiếm nội dung ở trên Google vậy. Vậy ví dụ nha. Mở phim John Wick 4 trên trình duyệt web. Đấy, ngay lập tức nó show ra cái trình duyệt. Đặc biệt của trình duyệt web trên TV của Samsung ấy, đó là khả năng chặn quảng cáo. Mọi người có thể là kết hợp với cả chuột không dây, nó sẽ xuất hiện một cái con trỏ giống như là con trỏ trong cái hệ điều hành webOS của hãng LG vậy. Đấy, con trỏ này thì có thể di chuyển đơn giản bằng điều khiển, hoặc là mọi người có thể kết hợp với cả chuột không dây. Bây giờ ví dụ em muốn mở các cái câu từ tìm kiếm nhé. Đấy, siêu thị điện máy Ecomart ở đâu? Ngay lập tức ở trên trình duyệt này nó sẽ loát ra này. Km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh cho trả kết quả vô cùng chính xác. Số điện thoại của siêu thị điện máy Ecomart là số nào? Đây, các bác nhìn này. Ngay lập tức là các bác thấy không ạ? Đấy, điện thoại 0974178586 này. Đấy, ngay lập tức mọi người có thể truy cập vào nhé. Hoặc là mọi người tìm kiếm các nội dung khác.
mở web xem bóng đá trực tuyến. Đấy, các bác thấy không? Chỉ trong vòng 1 giây thôi là nó đã có ra cái kết quả tìm kiếm rồi. Tìm cho tôi các web xem phim 4K. Đấy, ngay lập tức đây là những cái đoạn video, hoặc là mọi người mở web xem phim HD. Đấy, các bác thấy không ạ? Một phim này, phim HD, phim Việt Súp. Đấy, khoái phim. Cái khả năng tìm kiếm được cải thiện, tốc độ tìm kiếm được cải thiện, khả năng bắt câu lệnh được cải thiện và cho kết quả chính xác, thì đây là những cái điểm mạnh, rất là mạnh của TV Samsung trong năm 2023. Đấy, những cái điểm yếu của các năm trước thì đã được cải thiện đáng cả. Hứa hẹn là TV Samsung nó sẽ càng ngày càng đáng để được quan tâm, đáng được để mua hơn. Đấy, với các cái tính năng đó thì theo thời gian, những chiếc TV mà được trang bị thêm trí tuệ nhân tạo nữa thì dần dần nó sẽ tự động nó học các cái câu lệnh và cho cái trả kết quả cho người dùng thông minh hơn. Đấy, thì clip này thì chủ yếu là em hướng dẫn và trải nghiệm cái tính năng tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt ở trên TV Samsung 2023. Đấy, để mọi người cùng xem và tham khảo. Trong các clip sau thì em sẽ thêm những cái video hướng dẫn cài đặt sử dụng tính năng này nữa, thì các bác có thể nhấn đăng ký để theo dõi nhé. Cảm ơn mọi người.